Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là lốc độ chế cho máy cày, máy xúc, máy công trình, xe lu có nguồn điện là 12-24V đầy đủ cả. Vì là cái chân này nó khá là nhỏ này, rất là phù hợp để chế cho các cái loại điều hòa chưa có điều hòa dạng như máy cày. Đây, đây là hai cái mặt bích của nó này. Đấy. Bích để chuyển đổi sang con này em đầy đủ cả luôn, bu ly bản A hai rãnh luôn. Đấy. Đây là dạng thân lốc Suntech anh em nhé, rất là bền êm. Đó, vừa rồi thì em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái lốc điều hòa chuyên độ chế máy xúc, máy cày, máy công trình, xe lu. Đấy. Nhỏ gọn mà nó cũng rất là khỏe đấy ạ. Dòng lốc này được thiết kế với ba chân bắt, hai chân dưới, một chân trên với thiết kế là tai treo. Đấy. Đây hôm nay em chuyển cho khách là dòng điện 12V anh em nhé. Anh em mà quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Em xin chào.